Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn U20 Việt Nam bị loại nhiệt ngã ở lượt cuối vòng bảng chiều mùng 7 tháng 3 Việt Nam thua Iran 1-3 trong khi Australia đè bẹp Qatar 9-1, cùng được 6 điểm qua 3 lượt trận Việt Nam, Iran và Qatar phải xét thành tích đối đầu trực tiếp để xác định hai suất vào tứ kết. Theo đó Việt Nam xếp thứ 3 do hiệu số bàn thắng bại đối đầu thấp nhất là âm 1 trong khi Iran là 1 và Australia là 0. Dù bị loại từ vòng bảng Việt Nam vẫn tạo nhiều dấu ấn khi thắng hai đội mạnh là Qatar và Australia màn trình diễn của họ cho thấy đây là lứa cầu thủ tiềm năng như thủ môn cao văn bình trung vệ lê nguyên hoàng tiền vệ quất văn khang nguyễn văn trường hay tiền đạo nguyễn quốc việt các cầu thủ mới đôi mươi và còn nhiều thời gian ở phía trước huấn luyện viên hoàng anh tuấn kỳ vọng tôi tin lứa này sẽ đóng góp rất nhiều cho đội tuyển